Có chuyện gì vậy? Luân mới đi gặp hàng nhà chăm về thì ra cái chuyện đánh ghen hôm bữa là do hàng sắp đặt. Như vậy mà Nhiên còn cười được hả? Đó là học trò của mình, vừa vu khống hạ nhục mình đó. Nhiên biết chuyện đó lâu rồi. Hả? Chuyện đó cũng không có gì là khó hiểu hết. Hàng rất là thích Luân, dĩ nhiên con bé không muốn chúng ta ở bên cạnh nhau. Hôm đó Nhiên nhìn thấy rất rõ Hằng và người phụ nữ kia ra hiệu cho nhau. Đó cũng là lý do Nhiên không muốn ở lại đây, vì không biết thời gian sắp tới sẽ còn xảy ra vấn đề gì nữa. Như vậy tại sao lúc đó Nhiên không vạch trần ngay mà để cho mình phải bị mang tiếng như vậy? Tuy là Luân tin Nhiên, nhưng mà con mẹ rồi bà con chồng xóm. Cảm giác đó của Hằng Nhiên hiểu rất là rõ. Còn về ba của Hằng nữa, chú đã giúp đỡ và quan tâm Nhiên rất là nhiều. Đứng giữa tình huống đó, Nhiên không biết mình phải giải quyết như thế nào cho đúng. Chắc là thời gian qua Luân vô tâm quá. Đúng là nhiều lúc thấy Hằng đối xử với Luân rất đặc biệt, nhưng mà Luân không có để ý. Thôi, chuyện cũng qua rồi, đừng có nhớ tới nữa ha. Chào cô giáo, chào cô. Chào chú. Chú có thể ngồi nói chuyện với hai đứa được không? Dạ, mời chú ngồi. Chú à, con có chuyện này muốn thưa với chú. Chắc là thời gian tới con sẽ dọn ra khỏi đây. Cảm ơn chú thời gian qua đã quan tâm và chăm sóc con rất là nhiều. Ủa, sao tự nhiên đang ở yên ổn vậy phải dọn đi? Có phải là vì chuyện đánh ghen vừa rồi không? Dạ, chuyện đó thật ra là... Là chuyện riêng, chuyện riêng của con thôi, không có gì hết. Hay là hai đứa đã... Nếu là vì chuyện đó thì không phải dọn đi đâu hết. Chú suy nghĩ rất là thoáng, vì hai đứa đã trưởng thành. Cái chuyện này thì cũng không phải là chưa từng xảy ra. Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thật lòng thì không có gì đáng chê cười hết. Nếu như mà ai cũng thấu tình đạt lý như chú, tụi con đâu phải khổ sở như vậy. Cái dạo gần đây con Hằng nó có nhiều tâm sự. Chú hỏi mà nó không có chịu nói. Đôi khi nó còn khóc một mình nữa. Nó chơi thân với con nhất cái luôn à. Con tìm cách an ủi, tâm sự giúp nó nghe con. Dạ. Thôi chú không có làm phiền hai người nữa. Chú vào trong coi đá banh đây. Còn chuyện của mẹ con chú sẽ tìm cách nói vào cho. Con đừng có lo lắng quá. Có cha mẹ nào mà không thương con đâu. Ha. Dạ. Cha, chú về. Nhiên à, tại sao lúc nãy Nhiên không cho Luân nói sự thật? Như vậy có khi á, mẹ Luân biết chuyện sẽ không làm khó mình nữa. Rồi tụi mình cũng không cần phải dọn đi. Tại vì ai cũng biết âm mưu của Hằng mà. Với cá tính của Hằng á, phải để cho con bé nhìn thấy lỗi của nó. Nếu như chúng ta vạch trần á, thì chắc chắn nó sẽ bỏ nhà đi. Lúc đó bà của Hằng sẽ rất là đau buồn. Rồi chưa kể chú cũng sẽ rất là khó nhìn mặt Nhiên nữa. Còn về chuyện của mẹ của Luân á, thì Luân yên tâm đi, Nhiên sẽ có cách để lay động bà. Tin Nhiên lần này được không? Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Chờ Nhiên nha. Nè, từ bao giờ mà tự nhiên con trai của mẹ trở nên tháo vát như vậy? Mẹ nhớ từ xưa đến giờ bất cứ chuyện gì cha mẹ cũng phục vụ con tận răng mà ta. Mẹ này kỳ ghê á. Mọi chuyện đã rõ, An Nhiên là cô giáo tốt, có gì đâu mà mẹ cứ khó chịu vậy hoài không biết nữa. Mẹ người mẹ tốt bụng ngày xưa của con đâu rồi? Luôn ở đây với bác gái nha.
Còn lại Nhiên vô Nhiên làm hết được mà. Mẹ, bữa giờ mẹ dọn qua đây rồi đó, mẹ ngủ có quen. Sao không chờ tới lúc mẹ về mới hỏi thăm? Con trai của mẹ có hiếu quá ha. Mẹ. Cô giáo quê ở đâu? Nhà có mấy anh em? Mẹ. Dạ, bác cứ gọi con là Nhiên là được rồi. Dạ, nhà con ở Tiền Giang, gia đình có hai chị em. Em con đang học trung học thôi bác. Rồi cô giáo lên đây mấy năm rồi? Dạ, con lên đây được 2 năm. Vừa lên thì con xin vô trường đại học để giảng dạy luôn. Nhưng hiện tại bây giờ thì con chưa phải là giáo viên cơ hữu, chỉ là giáo viên thỉnh giảng, dạy theo hợp đồng thôi. Tôi nghe nói cô giáo đang bị kỷ luật đúng không? À, có nghĩa là thời gian vừa rồi cô giáo không có lên trường dạy luân. Vậy cô giáo lấy cái gì để sống? Mẹ, ăn miếng đi mẹ. Đồ ăn ngủ đi nè. Dạ, hiện tại bây giờ thì con đang cộng tác với lại mấy trung tâm luyện thi đại học. Thời gian rảnh thì con dạy học cho các bé tại nhà. Khi nào mà hết kỷ luật thì con sẽ quay lại trường giảng dạy thưa bác. Coi bộ cô giáo cũng siêng năng đó chứ. Mẹ ơi, Nhiên bị kỷ luật là tại vì giúp đỡ cho sinh viên giỏi vượt qua hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải là mấy cái chuyện mua bán điểm gì đâu. Chuyện đó mẹ đã nghe ba của Hằng nói rồi. Không cần con hở một chút là đỡ lời như vậy. Mà mẹ thấy kỳ quá à Luân. Cô giáo của con lớn hơn con 2 tuổi, tại sao con cứ xưng hô bằng tên như bạn bè như vậy? Mẹ không chấp nhận như vậy được, vô phép. Nhưng dù gì thì tôi cũng cảm ơn cô giáo. Thời gian qua đã kèm cặp thằng con bất trị của tôi thành người. Chứ xưa giờ nó chẳng có chịu nghe lời ai để học hành hết trơn. Dạ không có gì đâu bác, đó là trách nhiệm của con mà. Mẹ ăn cơm đi mẹ. Ăn cơm đi. Mẹ no rồi, con chở mẹ ra siêu thị mua mấy trái kiwi đi. Mẹ chưa ăn gì luôn á, sao no được. Với lại giờ này ra đường hả, con làm biếng quá à. Vậy thôi, mẹ đi xe ôm một mình. Mẹ Luân lấy xe chở bác đi đi. Những nhà dọn được rồi. Mình phải làm thế nào để mẹ không còn thành kiến với Nhiên đây? Tại sao lúc nào mẹ cũng coi mình như là một đứa con nít? Trong mắt mẹ, mình chỉ là một đứa lêu lỏng, ăn chơi và bất trị. Không được, từ nay mình sẽ làm cho mẹ có cái nhìn khác về mình mới được. Mình phải tự lập mới mong trưởng thành, để không còn là gánh nặng cho gia đình, để mẹ không còn hiểu lầm Nhiên nữa. Đúng, từ nay mày phải là người bản lĩnh luôn ơi. Không ngờ kiếm tiền nó khó như vậy. Sao từ trước tới giờ mình xài tiền phung phí vậy ta? Thôi kệ, đợi một thời gian nữa, mọi chuyện ổn rồi, sẽ đỡ vất vả hơn. Nhiên nè, sao hai hôm nay là cúp học? Chuyện này mà tới tai bác gái á, là không có được đâu. Lại cúp ngay tiết học quan trọng, năm nào kỳ thi cuối khóa cũng tập trung vào môn này hết. Sao Nhiên biết? Luôn quên Nhiên là giáo viên chủ nhiệm hả? Tuy không tới trường nhưng ngày nào lớp trưởng cũng báo cáo tình hình học tập các bạn ở lớp, nhất là giai đoạn quan trọng như vậy. Luân đi làm thêm đúng không? Biết ngay mà. Tự nhiên khi không lại có khoản tiền lớn đưa cho Nhiên cất, rồi nói là Nhiên giữ đi để dành đóng tiền cọc nhà là Nhiên nghi rồi. Hứa đi, đây là lần cuối, không được như vậy nữa. Trời ơi, cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Bây giờ Luân phải làm sao đây? Xin tiền mẹ thì sợ mẹ hiểu lầm Nhiên, nói ra sự thật thì sợ Hằng bỏ nhà đi, lại khó ăn nói với chú. Thật ra Nhiên muốn rời khỏi đây á, một phần cũng vì chú Trần nữa. Cái người ở lớp học Anh Văn á, Luân nhớ không? Chú Trần đó thường hay tới đây lắm,
Tuy là thời gian gần đây không thấy tới nữa, nhưng không có gì đảm bảo á là sau này chú ấy không tới để quấy rầy Nhiên. Còn về phía Hằng á thì Nhiên sẽ tìm cách để giải tỏa khúc mắc trong lòng em ấy. Nếu như mọi người sống hạnh phúc và vui vẻ với nhau thì chúng ta sẽ không cần rời khỏi đây cho tới khi Luân tốt nghiệp. Cứ tạm thời như vậy đi ha. Chào chú. Chú làm nhìn con dữ vậy? Không có gì. Ngồi đi. Cho ly trà giải em ơi. Nè, con làm gì cả tuần không liên lạc được vậy? Rồi cái cô giáo còn thanh niên sao rồi? Con hết cách rồi. Cái gì hết cách? Hết cách là sao? Con phải chịu trách nhiệm chứ. Bao nhiêu tiền của bỏ ra bây giờ người cũng không giữ được là sao? Con nói chú là con hết cách rồi, chú hỏi con hoài vậy? Con đang chán con chết luôn nè. Thôi, đừng có la nữa. Không nói nữa ha. Giờ mới để ý, con bé coi cũng ngon lành rồi chứ. Lại còn trẻ con nữa. Coi bộ dễ dụ hơn hẳn cô giáo có tính kia. Nè con, à không, Hằng, chú có cái này á, muốn tặng cho Hằng. Coi như là chú cảm ơn thời gian qua, Hằng giúp đỡ chú. Thích không? Chú tặng cho con hả? Trời ơi, đẹp quá à. Con cảm ơn chú nhiều nha. Đó, vậy coi phải dễ thương không chứ. Ai như cô giáo khó chịu kia, túi sách người ta hàng hiệu vậy mà chê bai không thèm nhận. Nè Hằng à, dạ. Hay là bây giờ á, chú tính thử lần nữa, chú sẽ đưa cô Nhiên á đến cái căn biệt thự chú đang xây á, hoàn tất xong hết rồi, chỉ trang trí nội thất nữa thôi. So với căn biệt thự cổ đến dạy kèm cho chú đó, thì căn biệt thự này hơn nhiều. Khi nào tiện đó, Hằng đi với chú đó, đến xem căn biệt thự đó nha. Để coi tông màu cô giáo thích làm sao, gu cổ thế nào đó, chú cho thợ làm hoàn chỉnh hết cho vừa ý với cổ nha. Ha. Dạ, con biết rồi. Vậy có gì con gặp chú sau nha. Bây giờ con đi về trước, tại nay con hơi mệt, ngồi lâu không được. Uống nước đi về. Dạ thôi, con về luôn. Dạ, thưa chú con về. Hằng về. Mình đi nha. Hôm nay có tiết ôn tập tổng hợp, không có được cúp họp đâu đó. Thầy Nam báo bận, giờ lịch học ở tuần sau rồi. Bây giờ xong việc sớm á, Luân sẽ tới các trung tâm coi có lớp nào dạy kèm không. Công việc phát tờ rơi này chỉ là tạm thời thôi mà, yên tâm. Luân tính hết rồi, khi nào mà ra trường Luân sẽ dạy ở các trung tâm Anh ngữ. Khi nào mà mình có đủ kinh nghiệm, tích lũy đủ vốn, Luân sẽ mở một cái lớp luyện thi TOEIC, luyện thi IELTS ngay tại nhà riêng. Hay không? Hay. Nè, từ khi nào mà Luân trở nên chững chạc và chín chắn như vậy? Chắc là Nhiên không cần phải đóng vai cô giáo khó tính suốt ngày bắt Luân đi kiểm tra bài như trước nữa. Thôi đi nhanh đi, trễ rồi. Một chút nữa Nhiên qua đi chợ cùng với bác gái. Cái gì? Không nhận Nhiên lợi hại thiệt á. Mới có một thời gian ngắn thôi đã thu phục được một bà mẹ khó tính như mẹ Luân. Chưa có thu phục được đâu. Bởi vậy á, Nhiên cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để được gần bác gái, để bác gái hiểu Nhiên nhiều hơn. Thôi đi lẹ đi con về nữa. Đi nha. Thật ra mấy hôm nay Luân nghỉ học đó bác. Ủa sao vậy con? Luân đi làm thêm. Cậu ấy nói cậu ấy muốn độc lập về tài chính, không muốn phụ thuộc vào gia đình như trước. Hèn chi,
Mấy bữa nay nó cứ cản ngược lại bác, không cho bác đi xài phung phí. Coi bộ kiếm được đồng tiền là biết quý đồng tiền rồi đó. Nhưng mà gì thì gì, con cũng không có để nó lơ là việc học nha không. Dạ, thôi mình đi đi bác. Chú Trọng hả? Sao hai người đó lại quen nhau? Hèn chi mình thấy cái túi xách đó quen quen. Trước chú ấy có tặng mình nhưng mình lại không nhận. Bác ơi bác, hả? Bây giờ con có gì gấp con phải đi, con sẽ giải thích với bác sau. Con xin lỗi bác. Nhiên, Nhiên. Bữa nay bộ đẹp ra đó. Cái túi này hợp với Hằng lắm đó. Nè, vài hôm nữa chú tặng cho Hằng mấy cái túi đắt tiền hơn, đẹp hơn túi này nữa. Dạ, cảm ơn chú. Mà chú ơi, mình lên xe rồi nói chuyện được không chú? Tại nãy gặp cô giáo ngoài cửa, đứng này sợ lát cổ ra gặp mình á. Trời, có gì đâu mà ngại, chú cháu mình đi công chuyện mà. Nhưng mà con ngại chú, tại vì đây là khu nhà của con mà. Thôi cũng được, vậy Hằng lên xe đi. Dạ. Nhìn thấy Hằng đi với chú Trần, cái chú mà hôm bữa học ở Lê Anh Văn đó, Luân nhớ không? Trong hai người đó có dáng vẻ khả nghi lắm. Bây giờ Nhi sẽ bắt xe ôm đuổi theo hai người đó, rồi Chi sẽ định vị với Luân. Luân nhớ tới liền nha, tới liền đó. Vậy nha. Vô đây. Vô đi. Ngại gì? Đi. Dạ.